Kính chào quý vị, bây giờ là chương trình thời sự 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Những thông tin đáng chú ý sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình tối nay, 27 tháng 5. Long An xử lý nghiêm người tham gia giao thông không đeo khẩu trang. Bộ Y tế hướng dẫn phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, phần tin quốc tế, cảnh báo dịch Covid-19 nghiêm trọng tại Mỹ Latin. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay tại xã Tuyên Bình, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng phối hợp với đơn vị tài trợ, tổ chức lễ trao tặng bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự. Theo đó, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đơn vị tài trợ và lãnh đạo quyền Vĩnh Hưng trao tặng 100 con bò giống cho các hộ nghèo khó khăn trị giá mỗi con là 19 triệu 500 000 đồng. Tổng giá trị đợt trao bò lần này là 1 tỷ 950 triệu đồng. Trong đó, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn động từ luật sư Phan Thị Kim Anh, đoàn luật sư tỉnh Bình Dương tài trợ 1 tỷ 300 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách quyền hỗ trợ. Được biết, thời gian qua được sự quan tâm của Nguyên Chủ tịch nước trong công tác dẫn động trao bò giống cho hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng hiện nay số bò giống bước đầu được các hộ nuôi chăm sóc phát triển tốt và đã có một số bò sinh sản từ đó bà con càng thêm phấn khởi nhất là đối với các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống cũng nhân buổi lễ trao tặng bò lần này Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tặng bằng khen cho đoàn luật sư tỉnh Bình Dương đã có những đóng góp kinh phí hỗ trợ bò cho người nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng cũng trong hôm nay nguyên chủ tịch nước trương tấn sang đến kiểm tra tiến độ thi công trường trung học phổ thông thiên hộ dương đang được xây dựng tại thị xã kiến tường Trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn trọng Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc tài trợ, được khởi công xây dựng ngày 28 tháng 10 năm 2019 với quy mô 22 lớp học, 12 phòng chức năng, phòng lưu trữ thư viện, 4 phòng khối bộ môn, các khối đa năng và công trình phụ trợ, tổng kinh phí đầu tư trên 130 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục của công trình đạt tiến độ 90%, các thiết bị phụ trợ đã được cung cấp đầy đủ để lắp ráp, còn lại khoảng 10% công việc đang được gấp rút hoàn thiện. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị đơn vị thi công hoàn thành toàn bộ công việc xây dựng, lắp ráp thiết bị và vệ sinh trong tháng 6 năm 2021, thường xuyên kiểm tra bám sát tiến độ thi công, đảm bảo hiệu quả sử dụng trong quá trình dạy và học của thầy và trò nhà trường sau này. Thưa quý vị, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, là một trong những nội dung quan trọng của buổi tập huấn trực tuyến toàn quốc do Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tổ chức vào sáng nay, 27 tháng 5 năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo tỉnh, Phạm Tấn Hòa tham dự tại điểm cầu Long An. Tại buổi tập huấn, đại biểu được nghe đánh giá kết quả triển khai phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp giới thiệu quyết định số 2194 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động và đánh giá nguy cơ nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc ký túc xá. Những vấn đề trọng tâm hiện nay thì phải, thứ nhất là phải xây dựng kế hoạch. Xây dựng kế hoạch này thì dựa dựa vào cái quyết định 2194 của Ban Chỉ đạo Quốc gia để hướng dẫn về cái an toàn ở các cơ sở sản xuất kinh doanh phòng chống COVID. Cái thứ hai là các cơ sở này phải thành lập ban chỉ đạo. À, cái thứ ba là phải các cơ sở phải tự đánh giá thường xuyên về an toàn covid. Cái thứ dư tư là, là tất cả các à, cơ sở sản xuất kinh doanh này có người lao động, à, công nhân à, tham gia sản xuất kinh doanh hàng ngày á, thì phải có cái khai báo y tế trên cái phần mềm khai báo y tế thống nhất à, trong à, cả cả nước và trong đó thì các cơ công ty xí nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, trong buổi tập huấn, đại biểu được nghe hướng dẫn xét nghiệm sàng lọc đối với trường hợp có tiếp xúc gần F0, đáp ứng điều trị đối với F0, đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong khu cách ly và vấn đề thiết lập bệnh viện giả chiến, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi truy vết F0, F1, F2 qua sử dụng QR code để khai báo y tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch trong khu công nghiệp ở các địa phương có nhiều ca mắc trong cộng đồng thời gian qua. Đoàn công tác của tỉnh Long An do Đại tá Trịnh Văn Sa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát các địa điểm dự kiến sử dụng làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thông và Trung tâm Huấn luyện Quân sự huyện Châu Thành. Quán triệt phương châm chỉ đạo của Thủ tướng chống dịch như chống giặc, Quỹ ban nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh, không để bị động bất ngờ và chuẩn bị các khu cách ly tập trung nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát diện rộng. Tại điểm trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông, thị trấn Tầm Du, dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 370 người và Trung tâm huấn luyện quân sự quyền Châu Thành tại xã An Lục Long dự kiến tiếp nhận khoảng 70 người. Sau khi khảo sát đại tá Trịnh Giang Sa, phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị Quỹ ban nhân dân quyền Châu Thành chuẩn bị về cơ sở vật chất như xây dựng thêm nhà tắm nhà vệ sinh trang bị hệ thống camera quan sát giường chiếu quy hoạch khu xử lý rác thải nước sinh hoạt chuẩn bị nhân sự phục vụ cùng các điều kiện an toàn cách ly phòng dịch khi cần thiết Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh có văn bản đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó có việc phối hợp thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên, đồng thời tiến hành khai báo y tế hàng ngày đối với chuyên gia nước ngoài và người lao động cư trú ngoài tỉnh. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 phù hợp dựa trên kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, quy định của cơ quan chức năng và tình hình thực tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần củng cố kiện toàn hoặc thành lập mới bộ phận phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở, đảm bảo đầy đủ thành viên liên quan gồm người sử dụng lao động, đại diện các bộ phận sản xuất, kinh doanh, y tế, nhân sự, an toàn vệ sinh lao động và tổ chức công đoàn có quy chế làm việc, kế hoạch kịch bản ứng phó với các tình huống, hoạt động của doanh nghiệp phải có phương án phù hợp, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Doanh nghiệp cũng cần khuyến khích người lao động thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thông báo cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ dùng dịch, nhằm quản lý kiểm soát chặt chẽ thông tin người lao động ngoài tỉnh làm việc trong doanh nghiệp. Thưa quý vị, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động có phần giúp cho các công ty, doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững. Theo đó, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An luôn quan tâm làm tốt công tác này, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Quan tâm công tác an toàn vệ sinh lao động luôn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động. Do đó, thời gian qua, các công ty, doanh nghiệp và người lao động luôn nâng cao nhận thức trách nhiệm chấp hành tốt luật an toàn vệ sinh lao động và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Bộ Y tế khuyến cáo, góp phần bảo vệ tính mạng sức khỏe của người lao động. Thời gian tới, ngành lao động thương binh và xã hội sẽ tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch COVID-19 tại các công ty, doanh nghiệp, đa dạng hình thức thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho nhiều người về công tác an toàn vệ sinh lao động. Bộ trưởng nghiệp vụ chuyên môn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, trong đó có công tác phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế sẽ giúp cho công ty, doanh nghiệp vừa đảm bảo sản xuất vừa đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người lao động. Chuyển sang một số thông tin đáng lưu ý khác. Thưa quý vị, toàn ngành giáo dục thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn nghiêm túc, đúng quy chế, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vào sáng nay ngày 27 tháng 5 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Với tinh thần đó, người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương không lơ là chủ quan nhưng cũng không hốt hoảng để đảm bảo mục tiêu kép, phù hợp với các sở ngành tổ chức tốt kỳ thi, Đồng thời, mong muốn các đồng chí lãnh đạo các địa phương tiếp tục hỗ trợ, quan tâm các điều kiện cho giáo dục, nhất là triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới chuẩn bị năm học mới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vẫn giữ ổn định về phương thức như là năm 2020. Theo kế hoạch, kỳ thi này được tổ chức vào các ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2021. Theo thống kê, toàn quốc có trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, nhiều hơn năm ngoái 120.000 thí sinh. Tham gia kỳ thi năm nay, thí sinh cũng thi 4 bài gồm 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp cho thí sinh tự chọn. Nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch bệnh COVID-19 trong năm học 2019-2020 và 2020-2021 sẽ không được đưa vào đề thi năm nay. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngoài việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch như là đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giãn cách, phun khử khuẩn các phòng thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương xây dựng phương án tổ chức tốt kỳ thi, phối hợp ngành y tế ra soát, phân loại học sinh theo các loại F, F0, F1, F2. Đối với các thí sinh là F0 không thể dự thi sẽ được đặt cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định. Đối với các thí sinh diện F1 sẽ bố trí điểm thi riêng. Đối với thí sinh diện F2 bố trí phòng thi hoặc là điểm thi riêng. Tại hội nghị, các địa phương báo cáo công tác chuẩn bị cũng như là xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi này. Tại tỉnh Long An, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, toàn tỉnh có trên 16.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 38 điểm thi với hơn 700 phòng thi và 48 phòng chờ ở 15 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, thì mỗi điểm thi có bố trí thêm ít nhất là một phòng thi dự phòng. Thưa quý vị, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An đã ra thông báo về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó thì thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 diễn ra vào các ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2021 theo quyết định số 2598 ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2021-2022. Theo công văn này Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo các trường có học sinh lớp 9 tham gia dự tuyển vào lớp 10 thực hiện việc tổ chức ôn tập cho học sinh tại trường từ ngày 28 tháng 5 năm 2021. Trong quá trình thực hiện hoạt động dạy và học, các đơn vị đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là đảm bảo giãn cách không quá 24 học sinh một lớp. Đối với học sinh thuộc diện F1, F2 nếu có, thủ trưởng các đơn vị liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn hỗ trợ, phân công giáo viên giao bài tập, hướng dẫn cho học sinh tự học, tự ôn tập. Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông khẩn trương rà soát các điều kiện cần thiết và triển khai phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo kế hoạch đã đề ra và theo chỉ đạo của sở. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Cảnh sát Giao thông tỉnh Long An đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó xử nghiêm các vi phạm không đeo khẩu trang đối với người tham gia giao thông người đàn ông này đã bị đội cảnh sát giao thông đường bộ phòng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện dừng xe xử lý hành chi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế theo nghị định số 117 của chính phủ, lái xe sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Trong hơn một tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm. Đa phần sau khi được giải thích thì các lái xe đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình và chấp hành ký vào biên bản xử phạt. Việc xử lý các trường hợp điểm để tạo sức răng đe, đồng thời được xem là biện pháp mạnh để người dân tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Thời gian tới, các đơn vị cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp với phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của chính phủ và của ngành. Công an thành phố Tân An tổ chức ra quân xử phạt nghiêm hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Tân An. Được biết trước khi tiến hành xử phạt, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Tân An đã ra quân tuyên truyền cho người dân hiểu được những tác hại của dịch bệnh Covid-19 cũng như là tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang khi ra ngoài. Thế nhưng, bên cạnh nhiều người tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, vẫn còn nhiều người không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Lực lượng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Tân An tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, lực lượng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Tân An tiếp tục tuần tra lưu động kết hợp với tuần tra khép kín trên địa bàn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Thưa quý vị, xác định cuộc chiến chống dịch Covid-19 sẽ còn lâu dài, những cán bộ chiến sĩ biên phòng Long An luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, vất vả, bền bỉ và vững bước trên những tuyến đường tuần tra, cả ngày lẫn đêm để giữ vững sự bình yên nơi phân chậu phía nam tổ quốc. Đêm khuya, nơi biên ải, khi mọi người chìm trong giấc ngủ, thì các chiến sĩ đồn biên phòng Mỹ Thành Tây, Quyện Đức Quỵ vẫn đang tỉnh thức, dựng liều cắm chốt băng đồng bám đường biên, trắng đêm canh gác để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tình hình khu vực biên giới hiện nay rất là phức tạp nên cán bộ chiến sĩ chúng tôi hầu như là thức nguyên đêm để thay phiên nhau tuần tra bảo vệ biên giới thì mặt trận các đoàn thể cũng thường xuyên tham gia công tác tuần tra trên các tuyến biên giới cùng với ban chỉ huy đồn biên phòng nhằm kịp thời ngăn chặn cũng như là tăng cường công tác phòng chống dịch. Đồn biên phòng Mỹ Thành Tây quản lý 11,4 km đường biên trải dài qua địa phận ba xã Mỹ Thành Tây, Bình Quạt Hưng và Mỹ Bình. Đồn đã thành lập 6 chốt, khai tổ lưu động dưới nhiều cán bộ chiến sĩ kiểm soát chặt chẽ biên giới. Những đêm tháng 5 ở biên giới Tây Nam mưa gió thất thường, cộng thêm địa hình phức tạp, bị cha khuất tầm nhìn, nhiều đường mòn, lối mở. Trong khi đó, người Việt Nam sinh sống ở Campuchia do tâm lý, do lo sợ dịch bệnh đang bùng phát, đã tìm mọi cách để trốn về. Vì thế, công tác tuần tra kiểm soát phòng dịch, nhất là do ban đêm, càng thêm khó khăn, thách thức. Thế nhưng, trên mỗi tớt tớ đất, suốt dọc dài đường tuần tra biên giới nhất là các điểm xung yếu, luôn có cán bộ chiến sĩ biên phòng túc trực 24 trên 24, kiểm soát chặt chẽ, quyết không để sót lọt đối tượng nhập cảnh trái phép. Trên tinh thần cảnh giác cao độ, từ đầu mùa dịch đến nay, đồ biên phòng Mỹ Thành Tây đã phát hiện 11 vụ, 17 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo ngăn ngừa dịch bệnh ở mức cao nhất. Đối với công tác tuần tra ban đêm, thì rất là chúng tôi gặp nhiều rất là nhiều khó khăn vì cái phạm vi quan sát rất là hạn chế và thời gian ban đêm là các đối tượng sẽ lợi dụng có các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Địa hình thì tương đối là bằng phẳng, là rừng tràm nhiều. Thì trong quá trình tuần tra ban đêm thì cán bộ chiến sĩ thì gặp rất gặp rất nhiều khó khăn. Đó là cái các đối tượng có thể là lợi dụng cái địa hình là để lẻn lỏi vào các đường tràm để mà tìm mọi cách để xâm nhập qua biên giới trước những cái điều kiện cũng như là hoàn cảnh khó khăn như thế thì các ủy ban chỉ đồn đã thường xuyên gặp gỡ và động viên cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cử các đồng chí trong ban chỉ đồn là trực tiếp phụ trách trên các cái tuyến để kịp thời chỉ đạo cán bộ chiến sĩ khi mà có các tình huống xảy ra đồng thời là động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục mọi khăn để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ với cái tinh thần quyết tâm cao nhất. Dịch COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi khi tất cả mọi người cùng đề cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Còn riêng các anh, những người lính quân hàm xanh sẽ thức cho dân ngủ trong đêm nay và nhiều đêm sắp tới. Thưa quý vị, nhằm triển khai truy vết khoanh vùng và quản lý các ca nghi nhiễm liên quan đến ổ dịch mới tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành chức năng Long An đề nghị người dân đều có tiếp xúc với đầu bếp khách sạn Sheraton quận 1 và người có tham gia nhóm truyền giáo Phục Hưng hoặc là tiếp xúc với những người có trong giáo phái này ở quận Gò Vấp. Trong 5 ngày gần đây, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2021, khẩn trương thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất. Nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình tối nay. Long An chủ động phòng chống ảnh hưởng của ngập lũ nội đồng. phần tin quốc tế cảnh báo dịch covid-19 nghiêm trọng tại Mỹ Latin theo thông tin của Đại khí tượng Thủy văn tỉnh Long An dự báo mực nước đỉnh lũ năm 2021 tại các trạm đầu nguồn trạm Nội Đồng phía Bắc tỉnh Long An ở mức cao hơn báo động 1 và ở những vùng trũng thấp sẽ sắp xỉ mức báo động 2 và thời gian xuất hiện đỉnh lũ cao nhất năm tại các huyện đầu nguồn sẽ vào khoảng cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 2021 Trước dự báo này, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có văn bản đề nghị các địa phương phía Bắc của tỉnh tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thành, Mộc Quá và thị xã Kiến Tường, chủ động ra soát các tuyến đê bao, bờ bao sung yếu, các trạm bơm tiêu trước mùa lũ để sớm có kế hoạch tu bổ sửa chữa. Riêng các huyện Thạnh Quá, Đức Quệ, Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa Tổ chức ra soát lại diện tích trồng chanh để bảo vệ sản xuất và phòng chống ngập lũ nội đồng. Ngoài ra, các địa phương khuyến cáo người dân không nên gieo xạ tại những vùng trũng thấp, khu vực chưa có đê bao, bờ bao bảo vệ hoặc ngoài đê bao để tránh thiệt hại do ngập lũ, đồng thời đảm bảo hạn chế tác động của lũ, tận dụng tốt lợi thế do lũ mang lại để chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với việc giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore trong kỳ điều hành từ ngày 12 tháng 5 có dấu hiệu chững lại, giá xăng trong nước trong kỳ điều hành ngày 27 tháng 5 được dự báo sẽ được điều chỉnh giảm từ 100 đến 300 đồng mỗi lít. Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương trong kỳ điều hành trước đó cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đang có diễn biến khó lường. Cụ thể theo dữ liệu cập nhật đến ngày 19 tháng 5 của Bộ Công Thương, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 bình quân trên thị trường Singapore là 73,79 đô la Mỹ mỗi thùng và giá xăng RON 95 có giá lập 75,55 đô la Mỹ mỗi thùng. Các chuyên gia nhận định nếu cơ quan chuyên ngành can thiệp vào các mức chi, trích quỹ bình ổn giá, giá xăng sẽ được điều chỉnh giảm nhẹ. Trong khi đó thì giá dầu sẽ tiếp tục tăng nhẹ. Sau một năm Nhật Bản mở cửa thị trường nhập khẩu vải thiều tư của Việt Nam, thì tình hình xuất khẩu và tiêu thụ trái vải tại thị trường Nhật Bản năm 2021 đang có nhiều triển vọng trong mùa vụ năm nay, các công ty đầu mối xuất khẩu vải thiều đã xây dựng kế hoạch xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải tươi sang thị trường khó tính bậc nhất thế giới này. Vào ngày 23 tháng 5, thì những lô vải đầu tiên của Việt Nam đã cập cảng hàng không tại Nhật Bản. Và trong ngày hôm qua, hơn 20 tấn vải sớm tân yên đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản bằng đường hàng không.